chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người hai mẫu bếp ga lớn đến từ thương hiệu Dudok London. Thì những mẫu bếp ga này thường sẽ phù hợp với những không gian bếp lớn cũng như là gia đình đông người. Thì đầu tiên mời các bạn cùng Vân tìm hiểu mẫu Gaia S04M1. Đây là mẫu 4 bếp ga bề mặt inox 304, tổng công suất là 9750W. Đây thì mẫu bếp ga này sẽ gồm có một bếp lớn, một bếp vừa và hai bếp nhỏ như thế này. Kích thước giảm, kích cỡ nồi giảm dần thì chúng ta sẽ có thêm nướng vặn để mà chúng ta điều chỉnh. Và ở đây thì bếp ga này sẽ được đánh lửa bằng pin. Đây kiềng được đúc bằng đúc ly tâm rất là chắc chắn. Thì ở đây đối với bếp ga của Dudok London đều sẽ được trang bị cái chế độ cảm ứng để mà hạn chế cái việc đó là an toàn khi mà sử dụng. Như là nếu như mà không gian có gió hoặc là khi mà đồ ăn nấu mà không may bị tràn ra thì bếp cũng sẽ tự động tắt để mà đảm bảo an toàn. Các bạn cũng có thể tham khảo mẫu bếp ga Gaia 04M1. Thì khác với mẫu bếp trước thì mẫu bếp ga này sử dụng kính đen cường lực. Đây, kính đen cường lực rất là sang trọng và giúp cho chị em phụ nữ chúng ta vệ sinh dễ dàng hơn. Hơn nữa thì tổng công suất của bếp cũng là 9750. Thì bếp cũng có những chức năng tương tự với bếp Gaia S04M1 mà Vân vừa giới thiệu. Chỉ có điều đó là sản phẩm sẽ được làm bằng kính cường lực, chịu được áp lực cũng như là nhiệt độ cao. Ở đây thì cũng sẽ được đánh lửa bằng pin. Đây, thiết kế âm sang trọng tùy theo cái nhu cầu và sở thích của chúng ta. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này thì hãy click ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.